Ở đây cho mọi người xem một cái này nhá. Đây có một cái cặp loa của hãng Dyni này. Rất là mới luôn. 55 ngàn yên này. Màng loa bên trong cũng rất là đẹp. Đấy. Ba đường tiếng luôn. Mặt gỗ là gỗ bóng, của nó là bốn quanh là gỗ màu lâu. Họ để trên cao quá. Cái này cao cỡ khoảng. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với vlog của Vũ Tiệp nha. Mình đang ở trong cái tiệm đồ cũ ở gần khu vực ở nhà mình, cách khoảng mấy phút đi bộ đi ra đây mọi người ạ. Thì mình cũng thỉnh thoảng không đi được xa thì mình cứ đi ra đây. Ra đây thì họ bán những cái đồ dụng cụ gia đình với lại nhiều cái linh tinh ấy mọi người. Cũng là cửa hàng đồ cũ nhưng mà không phải là của cái những cái cửa hàng hát ọp mình hay đi ấy. Ở đây họ bán rất nhiều những cái máy giặt này, nồi cơm điện này, bếp ga này. Đây như ở đây thì bếp ga của hãng Paloma đây. Đây bếp ga này. Đây nó chữ ghi chữ LP này là cái ga ở bên Việt Nam mình có thể dùng được ấy mọi người. Đấy cũng là cái bếp ga như vậy. Nhưng mà họ ghi cái chữ này này, mọi người mua phải để ý nhá. Đây. Ghi cái chữ như này, không có chữ LP ở đây thì là cái ga ở bên Nhật này là người ta dẫn khí từ nhà máy của người ta về lắp đặt qua đồng hồ như kiểu điện nước nhà mình ấy. Nên là cái ga này là không sử dụng ở Việt Nam được ấy. Đây là những cái bếp ga mà họ ghi cái này ấy. Mọi người ở bên Nhật này mua thì để ý cái này này. Mua cái này về thì mới dùng ở bên Việt Nam được ấy. Đây là những cái hàng này qua sử dụng rồi nhưng mà của cái hãng Paloma này thì sẽ rẻ hơn là cái hãng của Zinai này. Đấy. Cái bếp ga này thì chuẩn bị ra riêng thì có đường biển rồi ấy, thì nếu mà ai mua những bếp ga này thì là gửi về đường biển ấy, thì là sẽ rẻ đi được ấy. Hàng qua sử dụng rồi nên là mọi người đừng có mong chờ là nó đẹp quá nhé. Nó chỉ đẹp phần ấy nhưng mà cái phần người ta lấu loài rồi ấy, thì nó cũng có những cái vết ố đấy. Trong đây thì có cái gì mình cứ quay một vài thứ. Đây là họ bán những cái đồ chơi trẻ em rồi nè. Bên đây là gốm sứ, cốc chén bát đĩa. Những cái này thì không ít người quan tâm. Tủ lạnh này thì là tủ lạnh cỡ nhỏ. Tủ lạnh cỡ nhỏ giá cũng tầm khoảng 6, 3, 4, 5, 6, 7 triệu. Chưa có tiền gửi về. Cái này của Sáp này. Cái này cũng khá là đẹp đấy. Mà hãng Sáp này giá tầm khoảng hơn 8 triệu. Cái này gửi về đường biển thì ok đấy. Cái này không có cái chức năng làm đá rơi ấy. Chức năng làm đá rơi thì phải những cái tủ lạnh đời mới. Như cái tủ lạnh này. Đây tủ lạnh này thì là cái đá rơi nó nằm ở đây đấy. Đã rơi xuống cái ngăn dưới. Cái này là hơn 10 triệu cơ. Khoảng 16 triệu Panasonic. Máy giặt. Máy điều hòa chạy điện 100V hết. Cái này 2016 Panasonic. Cái này là 7,5 cân. Qua hơn 4 triệu.
Cái con này gửi về đường biển cũng được. Cái này thì hơn 5 triệu. Đấy, ở đây rất là nhiều những cái đồ linh tinh. Chỗ này là bán đồng hồ, kính mắt với lại bật lửa Zippo này. Bên này là quần áo cũ này. Còn hàng Sida đấy. Khẩu trang này. Cái tủ lạnh này rất là to đấy. Và hãng Hitachi 180.000 yên. Tủ lạnh này chắc là rất hiện đại. Quá rộng luôn, cao hơn đầu người mọi người ạ. Năm trăm sáu mươi bảy lít. Cái này tầm gần 40 triệu, nặng 128 kg. Theo tủ lạnh ở bên Nhật này, họ dọn nhà ấy. Họ dọn nhà này họ bỏ luôn chứ họ không mang đi ấy. Nên là sử dụng vẫn còn rất là mới. Cái máy giặt này 10 cân này. Cái này tầm khoảng 10 triệu này. Những cái đồ này ở bên Nhật Bản thì mọi người biết rồi, nó rất là bền đấy. Chạy điện 110. Rất tiếc là tất cả là chạy điện 110. Ở đây là những cái nồi cơm điện nho nhỏ này. Những nồi cơm điện này thì giá tầm khoảng hơn 1 triệu, nhưng mà rất là nhỏ. Made in China. Ở bên này mọi người đừng nghĩ là có nhiều made in Japan nha. Bên Nhật là Japan nha. Chủ yếu người ta đặt những cái nhà máy ở bên Trung Quốc là nhiều đấy. Nên là hầu như là made in China. Cái lồi cơm điện này tầm khoảng 8 triệu nhưng mà vẫn chưa bán được đây mọi người. Người ta vẫn để đây, hãng Tiger đây. Đây là một vài cái loa cỏ. Loa Bose 101mm này. Nhưng mà cái lưới xăng đan này nó bằng e căng này, bằng sắt ấy, nên là nó phai màu đi này, bị hỏng. Nên là giá rẻ này đấy. Mà 150W. Tình trạng thì cũng bị xước rồi ấy mọi người. Những cái đồ cũ này mà ai chơi mà chấp nhận được những cái tình trạng nó xất xước này thì mới mua được mọi người. Chứ mua đồ cũ này mà cứ mong chờ nó đẹp ấy thì cũng hiếm lắm. Đây có một cái cục loa trầm này nhưng mà của Trung Quốc này, mình không quay nữa. Đây là loa vi tính 5.1 của hãng Bose này. Đây những cái loa nhỏ, loa kết nối nhỏ này. Một đống dây rất là lạ. Ở đây thì mình thấy có một cái cặp loa này. Quay cho mọi người xem tổng thể cặp loa này nhá. Cặp loa này là của Techlich. Một thương hiệu loa ở bên Nhật Bản. Cũng rất là nổi tiếng. Techlich SP6A này. Cái này là, đây có một cái bát này là bát 25 này. Bát 25cm này. Đây họ ghi đây, bát 25cm này. Cái này là 8cm này. Cái loa chung này là 8cm này. Còn một cái loa chép này là
2,8 cm này, 160W, trở kháng là 6 ohm, hai vi tinh chỉnh ở đây. Tình trạng thì có một cái vết xước ở đây mọi người, có một cái vết lõm ở đây, lõm bằng gỗ này. Giá cũng rất là hữu nghị, tầm khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu. Sản xuất 1982. Ở bên Nhật người ta hay dùng những cái bóng điện ốp lên trần này, này, bóng điện tròn. Đây là những cái máy lọc không khí này. Máy lọc không khí. Và đây là cái máy sưởi này. Máy sưởi chạy bằng dầu ấy. Cắm điện vào xong rồi chạy bằng dầu ấy. Nó có cái nút quay lắp mở cho xăng cho dầu đây này, cho cái dầu. Cái này là hơn 2 triệu. Bên Nhật họ hay dùng cái bếp sưởi lắm. Máy hút bụi nước tầm khoảng hơn 1 triệu, 2 triệu. Máy hút bụi này rất là bền, nhưng mà hầu như là của Chile là nhiều mọi người. Đây của hãng Saab này. Cái này có hơn một, có khoảng tầm khoảng 1 triệu này. Cái này không thể ghi made in ở đâu. Sản xuất trong nước Nhật thì phải. Đây những cái máy sấy, máy làm tóc. Giá có tầm khoảng 200 ngàn. Ở đây có một cái cặp loa rất là đẹp của hãng BW này. Thùng bằng gỗ. Giá là 60.500 yên. Sản xuất 1998. Để trong tủ kính. Cái này cao khoảng 40 cm mọi người. Cao khoảng hơn 40. Ngang khoảng 25. Đây ở đây mình nhìn thấy có một cái âm ly đèn này. Giá có tầm khoảng 11 triệu. Ở đằng sau có 3 cái tụ điện này. Ở đằng trước thì bên trong là mình nhìn thấy 4 cái đống bóng đèn to và 3 cái bóng đèn nhỏ này. Mặt trước thì là gỗ này. Mặt trước gỗ này, còn đâu là 3-4 xung quanh ấy là lốc này. Cái này của hãng này đây. Nhìn cũng đẹp phết đấy. Giá tầm trung trung này, về nghe nhạc vàng cũng hay. Bên đây là một chiếc âm ly của hãng Mazan. Âm ly AV. Giá là tầm khoảng là hơn 5 triệu. Chưa có tiền gửi về. Đấy, ở bên Nhật thì có một vài cái tiệm đồ cũ bán kiểu dạng như này mọi người. Khắp đất Nhật Bản thì rất là nhiều những cái tiệm đồ cũ, nhất là cái những cái cửa hàng mình hay đi quay loa đài đấy, âm ly ấy.
rất là nhiều, nhưng mà những cái điểm ấy nó hơi xa chỗ mình ấy. Mình sắp về nên mình cũng không có thời gian để mình đi xa nữa. Mình quanh quanh quật quần ở khu vực này. Ngày mai thì mình đi xuống Tokyo, mình đi xem cho một vài anh vài cái đồ nữa ở trong những cái cửa hàng đấy. Tokyo ấy thì ở trong Tokyo thì người ta hỗ trợ là gửi về đấy. Nhưng ở các cái tỉnh khác thì họ lại không hỗ trợ gửi về, nên là mặc dù là có hàng đẹp ấy, đi xuống đấy thì mình cũng không có ô tô để mình mang về, nên là mình không đi xuống đấy nữa. Ở đây có một cái đài sáp này mọi người, đài đĩa này, đây là MD này, không thấy họ ghi giá bao nhiêu đây. Ở dưới này thì có một cái cặp loa của Yamaha này, giá tầm khoảng hơn 1 triệu này, tầm khoảng 1 triệu. Cái này là có 40W, Made in Japan hẳn hoi nhá. Gỗ rất là đẹp luôn đấy. Nghe cái dòng Yamaha này thì rất là đẹp, là hay đấy. Gân kia trong này vẫn là đẹp. Gân kiểu gân cao su ấy. Ở đây cho mọi người xem một cái này nhá. Đây có một cái cặp loa của hãng Dyni này, rất là mới luôn, 55.000 yên này. Màng loa bên trong cũng rất là đẹp. Đấy. Ba đường tiếng luôn. Mặt gỗ là gỗ bóng của nó, là bốn quanh là gỗ màu lâu. Họ để trên cao quá. Cái này cao cỡ khoảng 90 phân đấy mọi người. Cao khoảng 90 phân, ngang khoảng 18 phân. Giá tầm khoảng 11 12 triệu. Cặp này rất là đẹp luôn. Đế bằng nhôm. Ở đây có một chiếc máy ảnh của hãng Canon này, 33.000 yên, tầm khoảng 7 triệu. X5 EOS X5. Xem bên đây là của hãng Sony, 19.800 yên, tương đương với tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu chút. Dưới cũng có một cái chiếc máy ảnh của hãng Canon 40X, 18.000 yên, tầm khoảng 4 triệu. Đây có một, thấy có một cái ống nhòm đây mọi người, ống nhòm của hãng Nikon, không thấy ghi giá. Trong đây người ta bán rất nhiều những cái bộ bàn ghế rất là đẹp. Đây những loa để chơi đàn guitar, đàn điện đấy mọi người. Đây mình sắp về này mình mua được một cái
cây này đây, cây này rất là đẹp luôn đấy, cây này có khoảng 1 triệu mọi người. Đây phải mua cái là nó không có khóa ở đây ấy. Đi là đồ đạc để an toàn, để sẵn đây rồi. Thôi nhá, hôm nay mình tranh thủ mình làm cái video này, quay lại một chút về cái hiệu đồ cũ này. Thì mình cũng sắp về Việt Nam rồi, rất tiếc là không thể đi quay nhiều những video ở hàng đồ cũ cho mọi người xem được nữa. Nhưng mà về Việt Nam thì mình cũng quay phong cảnh rồi, là quay mình cũng làm về cái, có khả năng nhiều là mình vẫn làm về cái hàng đồ cũ này. Về Việt Nam mà mình vẫn quay vlog viết, có gì rất mong được mọi người theo dõi ủng hộ. Hôm nay mình xin dừng video đây, hẹn mọi người ở các video sau nha. Cảm ơn mọi người đã vào theo dõi video nha.